Má ơi, tối mà làm mà. Có 3 quả ớt. Nó to em sẽ ăn sao, em quay video em hái mà ăn. Các bạn ơi, nhà mình có một cây ớt này. Cây ớt này trồng rất là sạch. Em ăn này đâu? Em cho em ít muối em chấm nhở. Đấy nha, hết làm hết. Hôm nay em đi cắt tóc ở đâu? Con nào ở đâu cho anh? Ngoài tôi bệnh. Nhà mình cắt tóc mà hỏi bạn nào cắt tóc kìa. Đau hả? Ăn rau ăn tốt còn rất khỏe. Em đừng ăn cơm nhé, em phải ăn rau. Em biết một bộ mấy quả bưởi không? Đoán coi. Năm quả. Em ăn hết nửa. Em ăn hết nửa quả. Đúng rồi. Nửa quả thôi.